shopmitsutv.com, đăng nhập vào shop nhận ngay 10k miễn phí. Đặc biệt khi chúng ta nạp tiền và quay kim cương có cơ hội nhận được x2 vào tài khoản nhá. Anh em nào mà chúng ta đang muốn có nhiều kim cương còn chần chừ gì, không vào ngay đi anh em ơi. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay chúng ta cùng đến với một số sự kiện mới nhá. Thì cái này chúng ta được 28% rồi. Mình thấy 2 hôm, cái này chúng ta cập nhật được 2 hôm rồi mới được 28% thôi, khá là lâu nhỉ. Và tiếp theo thì chúng ta mới có sự kiện đăng nhập tích lũy này. Ở đây thì mọi người, chúng ta đăng nhập có ngay mô tô thôi không? Ôi, một cái skin mô tô rất là đẹp. Anh em thấy có đẹp không? Rất là chất lượng luôn, có hiệu ứng lấp lánh này. Theo mình là cái skin xe này ấy rất là đẹp, rất là ngon luôn mọi người. Ok, và khi mọi người chúng ta đăng nhập 4 ngày ấy sẽ có ngay skin xe này. Và đăng nhập 1, 2, 3 này sẽ có một hộp cái tre nhá. Thì nói chung là cái sự kiện này chúng ta bắt đầu từ ngày 16 tháng 12. Mọi người nhớ nhá, là chúng ta còn khoảng 7 ngày nữa chúng ta mới bắt đầu sự kiện này đó. Và tiếp theo thì chúng ta có một cái skin MV5 thời không rồi. Free Fire chúng ta tặng cái skin này ấy, hoàn toàn free luôn, hiệu ứng rất là đẹp. Nhưng mà cái chỉ số ấy, chúng ta chỉ được tăng một sát thương này, một tầm xa và trừ một cái tốc độ di chuyển thôi. Thì theo mình thấy là cái chỉ số ấy nó hơi cùi một tí, nhưng mà hiệu ứng thì nó rất là đẹp. Ok, và tiếp theo thì mọi người nhớ chúng ta nhận quà từ chiến vào 4 nhá. Khi mà chúng ta lên được cái mốc xanh vàng là chúng ta có quà này thôi, P90 vàng dòng này, được tăng một độ chính xác. Rồi mình sẽ nhận quà luôn thôi. Nói chung là theo mình là quà free sắp tới ấy nó rất là nhiều. Và tiếp theo sau đây mình sẽ cho mọi người xem cái chuỗi sự kiện Crono ấy chúng ta sẽ có phần quà gì nhá. Vì mình thấy bên server nước ngoài ấy người ta cập nhật trước khá là sớm, nên là sau đây anh em sẽ cùng mình chúng ta qua một cái server nước ngoài nhá. Đó chính là Indo. Rồi ở đây thì mình sẽ truy cập vào thôi. Anh em thấy là mình đang mặc một cái bộ trang phục của Giáng sinh năm ngoái, tức là sự kiện Noel ấy đó. Nói chung là mình nhìn thấy trang phục này ấy cũng khá là đẹp nhở. Và không biết là cái sự kiện Noel sắp tới đây ấy, Free Fire sẽ cho phần quà gì đây. Mình sợ là chúng ta có sự kiện Crono ấy rồi không có sự kiện Giáng sinh luôn đó, thế là rất là buồn. Nhưng mà nói chung là cái sự kiện Crono nếu mà có quà khá ngon này thì cũng được, đúng không anh em đó. Và bên server nước ngoài ấy người ta thì người ta cập nhật trước sự kiện Crono rồi. Nói chung là quà ở đây rất là nhiều, đúng không anh em đó. Đầu tiên thì có skin Dao này, skin MP5, ôi nhìn rất là đẹp nhở. Rồi tiếp theo thì mình thấy có skin xe này, rồi dù này, hộp súng này, ôi một cái skin chảo rất là đẹp luôn đó. Và nói đến cái chảo mình nhớ nhá, là vài hôm nữa ấy sẽ có một cái cốt tùm Free Fire có cấp cho mình ấy 60 cái cốt. Và cái này thì mình sẽ nói sau nhá, mình sẽ phát cho mọi người trong cốt tùm. Ok, và tiếp theo thì ở đây chúng ta cũng có giống như là người ấy là ai ấy. Rồi mình nhận 6 váy quay này, ngon thế nhở. Bên nước ngoài mình thấy nhìn thấy sự kiện quà người ta vẫn ok, rất là ngon. Ở đây thì khi mà chúng ta đăng nhập ấy có skin bán công nghệ, đăng nhập 5 ngày thôi là mọi người nhận được rồi. Tiếp theo thì chơi 6 trận có 10 hộp súng, ôi 1451 phép thuật, quá là ngon nhở. Ok, theo mình thấy là chơi có 6 trận thôi được 10 hộp súng rồi, biết đâu là mấy ông nào mà hên ấy mở kiểu gì cũng chúng mình viện cho xem. Vì mình có mở hộp súng khá là nhiều ấy, mở khoảng vài hộp à, khoảng 1-2 hộp thôi là rất là dễ trúng rồi đó. Tiếp theo thì mọi người chạy 7000m này, chơi 7 trận này đó. Mọi người chơi 6 trận bên kia sang đây chơi thêm một trận, nhận thêm hộp quà này và gấu mèo điện tử. Ui, sự kiện mình thấy vẫn rất là ngon nhở.
Không biết là vài hôm sự kiện Chrono bên server chúng ta ấy, chúng ta sẽ có phần quà gì đây? Ôi, đây chúng ta có ba lô tương lai này. À, ba lô này hình như là chúng ta có trong cái lịch sự kiện rồi. Đó, mọi người sẽ nhận được nhá. Hoàn toàn miễn phí luôn. Đó, nếu mình thấy là server nước ngoài quà như thế này nó rất là ngon. Để mình lượn qua mấy cái sự kiện này có gì mới không nhá. Rồi, nói chung là bên đây có sự kiện Chrono là sự kiện mới thôi. Không thấy cái gì mới hết à. Đó, Chrono là cái sự kiện mới thôi. Uầy, sao nhìn nhân vật CR7 trong đây nhìn vừa trẻ vừa đẹp trai nhỉ. Photoshop lên, đó. Photoshop lên nhìn rất là hay, đúng không? À, nhìn rất là đẹp trai, mình nói nhầm, đẹp trai. Rồi, mình định kiếm cái skin MB5 cho mọi người xem mà không thấy skin MB5 rồi, đó. Nghĩa là chúng ta, mình sẽ cho mọi người xem một cái. À, chúng ta cùng đến với vòng quay vàng, quên. Để mình quay 10 vé xem không biết là chúng ta trúng được hay không nhở. Chúng ta trúng được 2 nhân vật và gói trong vòng quay vàng luôn. Ui, chất chơi thế nhở. Được không anh em? Quá là được luôn đấy. Rồi, tiếp theo mình sẽ quay chế tác này. Rồi, quay cái gì tiếp được nhở? Ok, mình sẽ nhận mấy cái này nhở. Ui, quay một phát trúng luôn gói biến dị. Mà lucky của mình rất là thấp à. Trúng luôn được gói biến dị. Xem ở nước ngoài chắc là thấy mình du học qua chơi nên là cho quà cho anh em, cho anh em đi xem ở nước mình ấy. Lác mắt đấy. Ok, rất là chất lượng luôn. Và nói chung là ở đây mình sẽ thay đổi nhân vật để mình mặc cái bộ đồ kia vào nhá. Chắc là Spotify bên Indo thấy mình qua du học ấy nên là cho mấy gói đồ chơi chơi đấy anh em. Đó, cho mấy gói đồ để review cho mọi người xem. Bên đây thì mình chơi cũng khá là ít, nhưng mà quà trang phục bên đây mình rất là nhiều. Nói chung là quy đổi ma thuật bên đây có một gói mà có rất là nhiều bạn chúng ta thích, đúng không? Đó chính là gói ma búp bê. Đó, rất là nhiều bạn chúng ta thích, nhưng mà Free Fire Việt Nam thì lại nói không, không cho anh em. Đó, ok thì chắc là video của mình kết thúc ở đây thôi. Nếu anh em thấy hay nhớ like đăng ký cho mình nhá. Bye bye anh em.